Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Luck Academy Mai Truyền Phong Group. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà mình có thể tiến hành truy cập vào OKR và tạo cho mình cái mục tiêu công việc trong một chu kỳ OKR của tổ chức. Thì đầu tiên mọi người sẽ tìm kiếm đến thanh tìm kiếm site Search Bar trên ứng dụng Luck của mình. Ở đây thì mọi người sẽ tiến hành nhập OKR. Và có hai lựa chọn cho mọi người, đó chính là OKR ứng dụng và cũng như là OKR bot. Thì mà để mình có thể thiết lập về cái objective và mục tiêu của mình thì mình sẽ tiến hành là lựa chọn OKR thứ nhất với phần mở ứng dụng. Thì đây chính là cái giao diện của một cái lắp OKR, bao gồm là cái view về goal, alignment và cũng như là review. Thì ở đây với phần goal chính là cái giao diện mà mọi người có thể thiết lập tạo một cái objective của mình và xem xét những cái key result, bao gồm là những cái key result nhỏ hơn. Thì ở đây là một nơi để mà mọi người tiến hành là tạo những cái mục tiêu của mình. Với alignment, đó chính là mọi người có thể điều chỉnh về cái mục tiêu của cá nhân so với mục tiêu của tổ chức, hoặc là mình có thể liên kết giữa cái mục tiêu cá nhân này cho đến mục tiêu của người quản lý công việc hoặc là người quản lý trực tiếp của mình. Thì điều này sẽ giúp cho mọi người nắm rõ được về cái vai trò của mình trong một cái chu kỳ làm việc, cũng như là xét đặt cho mình về tùy theo cái năng lực để mà phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức. Về cái phần mà review, đó chính là mọi người sẽ tiến hành là tổng kết lại coi về cái phần mà mục tiêu của mình đã đạt hay là chưa, về cách thực hiện của mình thì đã đạt phù hợp với mục tiêu của tổ chức hay mình đã hoàn thành mục tiêu trong một chu thời gian làm việc, trong thời gian là khoảng thời gian 1 tháng, 2 tháng hoặc là 3 tháng chẳng hạn. Thì quay trở lại với phần mà goal của mình thì mình có thể tiến hành là tạo cái objective với cái phần mà mình sẽ nhấn vào đây là add an objective ở đây. Thì mình có thể lựa chọn bao gồm là những cái category mà mình đã được thiết lập đối với phần mà Luck Admin của mình. Thì nó sẽ có hai gồm hai category chính, bao gồm là marketing hoặc là sale. Thì mình sẽ tiến hành là một cái category OKR cho sale. Ở đây thì mọi người sẽ thấy được cái phần mà ở objective của mình. Thì mình có thể tiến hành là tạo một cái mục tiêu, đó chính là tăng doanh thu, bán hàng và mở rộng thị phần trong quý 4 2024. Và ở đây mọi người cũng có thể add thêm nhiều cái key result, bao gồm là tăng doanh thu, bán hàng tháng lên 20%, và một cái key result thứ hai đó chính là mở rộng thị phần tại 3 quốc gia Đông Nam Á. Thì khi mà mình đã setup được một cái objective như thế này thì tại đây mọi người cũng có tiến hành là lựa chọn về cái phần mà khối lượng của cái objective này. Thì với cái phần mà người desktop này thì sẽ có hai cái mục tiêu chính, bao gồm là người đầu tiên đó chính là tăng cường nhận diện thương hiệu và thứ hai là tăng doanh thu bán hàng. Và mỗi một cái objective này sẽ đóng góp khoảng 50% đối với cái lượng công việc chính mà người này cần phải thực hiện trong chu kỳ từ tháng 10 đến tháng 12 trong năm 2024. Thì ở đây với cái phần mà tùy vào cái năng lực và cái mức độ ưu tiên của mỗi người thì cái phần mà khối lượng này mình có thể tiến hành là điều chỉnh. Ở đây mình có thể tiến hành nhích vào và tiến hành là điều chỉnh. Thì với cái mục tiêu thứ nhất đó chính là tăng cường nhận diện thương hiệu thì mình cảm thấy là năng lực của mình hoặc là cái khả năng đáp ứng của mình đối với mục tiêu này nó sẽ không cao, thì mình có thể giảm tỷ trọng của phần này xuống 40% hoặc là 35% để mà mình có thể ưu tiên về cái phần mục tiêu thứ hai hơn, đó chính là tăng doanh thu bán hàng và mở rộng thị phần. Thì ở đây máy tính cũng sẽ lắp OKR cũng sẽ tự động tính toán cho mình khi mà mình tăng hoặc giảm về cái khối lượng của công việc này. Thì sau khi mà mình bấm confirm thì ở đây đối với tùy vào cái mục tiêu thì sẽ có những cái key result nhỏ khác nhau. Thì với mọi cái objective này mọi người có thể tính toán được về cái phần mà mỗi key result này sẽ đóng góp được bao nhiêu phần trăm trong tổng số về cái khối lượng của cái mục tiêu này. Thì chúng ta có thể thấy là với key result 1 thì sẽ đóng góp được khoảng 20% đối với phần mà mục tiêu thứ nhất, hoặc là cái key result thứ hai đóng góp khoảng 33,3% đối với mục tiêu thứ nhất. Thì tổ chung lại các khối lượng này
điện có tổng với nhau là phải là 100%, tương ứng với cái việc mà object 1 và object 2 cũng sẽ có tổng là 100% đối với khối lượng công việc cho bạn nhân viên desktop này. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể tiến hành điều chỉnh về cái tình trạng của cái OKR của mình, bao gồm là mình có thể thiết đặt về cái phần mà status như là no status, on check, asterisk và off check. Thì điều này giúp cho mọi người có thể tiến hành theo dõi cái công việc của mình nó sẽ tốt hơn, và mình cũng có thể nhập về cái phần mà process của mình, bao gồm là mình đã hoàn thành được cái công việc này khoảng 30% chẳng hạn thì mình submit. Thì ở đây mọi người cũng có thể thấy được rằng là cái phần mà cái thanh công cụ của mình có thể di chuyển để mà kéo xa ra được về cái phần mà mình đã hoàn thành công việc. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể tiến hành là điều chỉnh về view và mission đối với những cái OKR của mình. Thì ở đây khi mà mọi người đã tạo xong một cái objective thì mình sẽ tiến hành là publish. Lúc này thì một cái objective đã được tạo thành công và mình muốn share cho cái objective này đến những cái người quản lý trực tiếp của mình hoặc đồng nghiệp khác để mà họ nắm được. Thì ở đây đó cái phần mà view set permission này, mọi người sẽ click vào đây và tìm đến những cái thông tin mà mình có thể điều chỉnh để mà mình sẽ đọc về cái quyền mà mọi người khác sẽ thấy được. Thì ở đây đó với là cái phần mà thiết lập về initial permission for OKR for all cycle, tức là mình sẽ thiết lập về cái quyền group cho khi mà mình apply vào trong một cái chu kỳ mới. Thì ở đây mình sẽ để là thiết lập system default, tức là mọi người đều thấy, hoặc là mình có thể điều chỉnh cho cái chỉ có người leader của mình là thấy được cái phần này, thì mình sẽ đặt vào cái phần mà leader để thấy được. Ngoài ra thì mình cũng phải điều chỉnh những cái OKR permission cho những cái chu kỳ này. Thì trong cái chu kỳ này mình có hai cái mục tiêu chính, đó chính là objective 1 là tăng cường nhận diện thương hiệu, và objective 2 đó chính là tăng doanh thu bán hàng. Thì phần này mình sẽ thiết lập về những cái key result này, chỉ có cái người leader là mình sẽ thấy được thôi. Và ở đây về cái phần mà objective lớn hơn thì mình sẽ để về cái phần mà system default, tức là tất cả các thành viên trong một tổ chức có thể thấy được về cái phần này của mình. Thì sau khi mà mọi người đã tiến hành cài đặt thành công thì mình sẽ tiến hành những xem. Thì thông qua video này mình đã hướng dẫn cho mọi người cách mà mình có thể tiến hành truy cập vào OKR này, tạo cái khối lượng công việc cũng như là thiết lập về các khối lượng và view permission. Thì hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.